Tiểu sử ông Hoàng Kẹo Kéo Mạnh Thường. Ca sĩ Mạnh Thường sinh năm 1960. Mạnh Thường sinh ra tại tỉnh Vĩnh Long trong một gia đình gốc nông dân. Vì gia đình nghèo và đông con nên anh không có cơ hội học hành đến nơi đến chốn mà sớm lao vào cuộc mưu sinh. Tuy không to cao nhưng người rắn giỏi, anh hết cuốc đất thuê lại gặt lúa mướn. Anh làm việc quần quật trên ruộng đồng. Dù ở thôn quê, không được học cao và tiếp cận với ánh sáng đô thị, nhưng Mạnh Thường yêu âm nhạc, đặc biệt là bolero. Trước năm 1975, đang ở tuổi thanh thiếu niên 16, 17, có tiền là anh mua mấy tập nhạc in Brunel về học hát. Anh thầm ước mình trở thành ca sĩ. Sau 1975, Mạnh Thường đi về vùng Bạc Liêu làm đất mướn. Tại đây, anh gặp và yêu bà xã của mình. Hai người kết duyên chồng vợ. Mạnh Thường vẫn làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình, còn bà xã chăm sóc nhà cửa và nuôi con. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc nhưng vô cùng khó khăn vì cứ cách một năm hoặc hai năm, chị sinh cho anh một đứa con. Hơn 10 năm chung sống, chị sinh cho anh 9 người con đủ cả trai lẫn gái. Nhà nghèo, đông con nên cuộc mưu sinh ngày càng chật vật, anh được người bạn mách nước về định quán Đồng Nai để tìm kiếm hy vọng mới. Lúc này, Mạnh Thường học và hành nghề sửa xe hai bánh. Do có sức khỏe, làm miệt mài nên anh cũng kiếm ra tiền nhưng phải lo cho 11 miệng ăn nên sự khó khăn vẫn bám riết. Dẫu vậy, niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ nguôi trong Mạnh Thường. Dù thiếu thốn, anh vẫn tích cóp tiền mua dàn karaoke âm ly để ngân nga, hát hò sau giờ lao động vất vả. Mỗi lần anh cất tiếng hát, bà con hàng xóm bu lại nghe giống như nghe ca sĩ các đoàn tỉnh hát vậy. Vào đầu năm 2015, Mạnh Thường vẫn còn là anh thợ sửa xe tại định quán. Đứa con thứ 9 của anh tên Mạnh Nguyên về Sài Gòn làm thuê. Một lần về thăm nhà, Mạnh Nguyên thỏ thẻ với cha rằng hãy cùng nhau về Sài Gòn vừa hát vừa bán kẹo kéo dạo. Sở dĩ Mạnh Nguyên dám đưa ra lời đề nghị này vì cậu tin tiếng hát của cha mình chinh phục được người nghe. Được con động viên, Mạnh Thường quyết định thử. Ngoài 50 tuổi, anh mới bắt đầu thực hiện giấc mơ thầm kín ngày xưa, đó là trở thành ca sĩ. Chỉ khác là, trong tưởng tượng của mình, anh được hát trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, còn trong thực tế anh hát dạo. Nhưng không sao, miễn có hát là anh thấy mình hạnh phúc. Mạnh Thường bỏ tiền ra mua một bộ âm ly chất lượng và vài bộ đồ đẹp. Anh quan niệm rằng dù nghèo nhưng khi hát cho khán giả nghe phải ăn mặc lịch sự. Hai cha con Mạnh Thường và Mạnh Nguyên vào buổi sáng chọn những quán cà phê đông khách. Đứng bên ngoài hát những bài tình ca bolero. Ngay lập tức tiếng hát của anh chạm vào cảm xúc người nghe vì nó quá truyền cảm. Khán giả ủng hộ nhiều nên buổi tối hai cha con hát luôn tại các vỉa hè quán rượu. Rất nhanh chóng tiếng hát Mạnh Thường trở nên quen thuộc với những khán giả là khách hàng thích ngồi ở hàng quán vỉa hè. Mỗi khi thấy anh xuất hiện, quán tắt nhạc để khán giả tập trung nghe tiếng hát của anh. Mạnh Thường nhớ lại, cha con chúng tôi được khán giả thương nên không chỉ mua kẹo mà còn tặng tiền. Mỗi ngày chúng tôi kiếm trung bình từ 500.000 đến 700.000. Có hôm được cả triệu. Từ đó cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn. Mạnh Nguyên sắp thêm dàn âm thanh. Hai cha con tách ra hát riêng nên thu nhập tăng thêm nữa. Cuộc sống gia đình nhờ thế mà qua cơn túng thiếu. Vào một buổi sáng tại quán cà phê trên đường Trường Sa của Sài Gòn, Mạnh Thường hát say sưa như thường lệ. Khi anh hát xong, có một người đàn ông cao giáo đến vỗ vai khen tặng và mời anh tham gia cuộc thi tình bolero hoan ca. Anh như không tin vào tai mình nên hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, hình ảnh người ca sĩ kẹo kéo lớn tuổi, vẻ ngoài phong sương xuất hiện trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Tiếng hát trầm ấm, truyền cảm của anh đã gây chú ý cho khán giả truyền hình. Qua mỗi vòng thi, tình cảm công chúng dành cho anh càng sâu sắc. Tình thương yêu này nhiều đến mức, nhiều khán giả bày tỏ sự bất bình khi anh dừng bước ở vòng thứ 8. Vì khán giả bất bình yêu cầu nên ban tổ chức phải sắp xếp hát thêm một vòng nữa. Dù không thắng giải nhưng Mạnh Thường ngập tràn hạnh phúc trước thiện cảm công chúng dành cho mình. Quan trọng hơn,
anh đã được cơ hội hát trên một sân khấu lộng lẫy trước sự thưởng thức của hàng trăm khán giả tại phim trường, hàng triệu khán giả trên sóng truyền hình. Trong đó, có những danh ca lừng lẫy của nền tân nhạc Việt Nam. Bước ra từ cuộc thi, Mạnh Thường được mời hát cố định tại một nhà hàng và nhiều show ở nhiều nơi. Ý thức được cuộc đời ca hát của mình đã bước sang trang mới nên anh dừng công việc hát đường phố. Niềm vui của anh nhân đôi khi ít tháng sau đó, con trai Mạnh Nguyên của anh đoạt giải quán quân cuộc thi solo cùng Bolero 2017. Hai cha con trở thành những người nổi tiếng mà không ai dám nghĩ tới. Ngay trong lúc hân hoan nhất, Mạnh Thường nghĩ đến người vợ thân yêu của mình. Chị là người yêu đầu đời, khán giả trung thành và người vợ chung thủy suốt hơn 30 năm. Nhờ sự chu đáo của chị mà anh yên tâm lao ra đời mưu sinh có tiền nuôi dạy con cái. Thế nên, lúc cuộc sống đã đỡ vất vả, anh âm thầm lên kế hoạch sẽ cùng chị sóng đôi trong cảm xúc bình yên vào cái tuổi xấp xỉ 60. Nhưng vào một buổi tối của những ngày Tết năm 2017, bỗng dưng chị thấy khó thở và mệt mỏi. Anh đưa chị vào bệnh viện cấp cứu. Chị đã ra đi vào đúng ngày mồng 10 Tết. Mạnh Thường bày tỏ, vợ tôi mất đi, tôi như kẻ mất hồn. Tôi không thể khóc nhưng cảm thấy cuộc đời này gần như vô nghĩa. Tôi nhớ những bữa cơm bà ấy nấu. Tôi nhớ những buổi tối hát về khuya bà ấy chờ đợi. Trong lúc hát tôi nhớ về hình ảnh của vợ mà tim như nghẽn lại. Giờ đây, trong căn nhà ấm áp đã thiếu vắng người vợ hiền, đôi lúc Mạnh Thường thấy lòng cô quạnh nhưng anh không muốn bước thêm bước nữa. Bởi vì hiện tại chưa có hình bóng nào thay thế được người vợ quá cố đầy ân nghĩa. Anh đi hát và trở về nhà trong cảm giác cái buồn len lỏi. Chính vì thế, Mạnh Thường muốn được hát nhiều hơn để không có thời gian nghĩ ngợi. Giờ đây, hàng đêm anh hát tại một nhà hàng. Trong tháng anh chạy show tỉnh vài lần, có khi anh hát cho các chương trình quảng cáo. Vì thời gian còn trống nên anh sẵn sàng đến phục vụ khi có lời mời từ những người yêu thích tiếng hát của mình, từ sự kiện tiệc cưới đến tiệc gia đình. Mạnh Thường muốn hát nhiều hơn vì cuộc sống và cũng vì để vơi bớt nỗi buồn cô đơn. Các ca khúc do anh thể hiện như Gian Dối, Lá Thư Đô Thị, Ngày Vui Qua Mau, vân vân.